quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 100 cua rơ của giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh bước vào chặng đua thứ 11 Trường Tiền Phú Xuân với nhiều pha tranh tài hấp dẫn. Các hạng mục của dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế từ nguồn vốn kết dư đã và đang được triển khai để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Thực hiện đề án ngày Chủ nhật xanh, thị xã Hương Trà đã xây dựng thành công nhiều mô hình điểm sáng để bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công ty Cổ phần Bến xe Huế tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua cả thời kỳ cũng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tiền thân là Trung tâm Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế được thành lập năm 1994. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Bến xe Huế đã phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, bến bãi được hoàn thiện hơn. Ngoài việc thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được tỉnh giao, công ty giải quyết tốt về an sinh xã hội, công an việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên. Với thành tích đó, công ty đã được lãnh đạo chính quyền các cấp qua các thời kỳ ghi nhận khen thưởng. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2008, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia năm 2009, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Công ty Cổ phần Bến xe Huế đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị công ty tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, sức mạnh của tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của ngành, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm và chấm thi cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 17 năm 2024. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo các sở ngành cùng đông đảo giáo viên, học sinh các đơn vị tham gia dự thi. Tại cuộc thi năm nay có 163 đề tài được tuyển chọn từ 9 huyện, thị xã, thành phố và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tham gia. Ban tổ chức đã thành lập 5 hội đồng chấm thi theo lĩnh vực dự thi, gồm đồ dùng dành cho học tập 34 đề tài, phần mềm tin học 17 đề tài, sản phẩm thân thiện với môi trường 44 đề tài, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 25 đề tài. Các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các giải pháp phát triển kinh tế 43 đề tài. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là những đề tài tiêu biểu và là thành quả nghiên cứu sáng tạo của các em thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh, được thực hiện hóa từ trong cuộc sống. Trong đó đáng chú ý, nhiều mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao vào thực tế. Qua 17 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 1.600 đề tài của các em học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia và đã có nhiều đề tài đạt giải cao quốc gia và quốc tế. Đồng thời, cuộc thi cũng đã trở thành hoạt động bổ ích cho học sinh toàn tỉnh, mở ra hình thức dạy học mới gắn với nghiên cứu và sáng tạo, giúp các em làm quen với phương pháp tư duy, cách làm việc với các nhà khoa học. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những sản phẩm, mô hình tiêu biểu tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án tăng cường cơ hội nâng cao vị thế cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2024, sáng nay Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng ACDC phối hợp cùng Hội Người khuyết tật, Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 với chủ đề Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng hơn 200 đại biểu đến từ các huyện, thị xã, thành phố Huế và hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam. Trong khuôn khổ của sự kiện diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người khuyết tật như trải nghiệm và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tiếp cận với người khuyết tật, trưng bày các sản phẩm của người khuyết tật, tổ chức các trò chơi tăng cường kết nối yêu thương hay chia sẻ các video trải nghiệm cá nhân lên mạng xã hội. Với tinh thần kết nối và lan tỏa sự kiện tới cộng đồng, đây là dịp để chính quyền cả cấp, các tổ chức xã hội, các tổ chức của người khuyết tật, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật với mục đích khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật. Những năm qua, Thừa Thiên Huế luôn dành sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật. Những người không may mắn mang những dị tật bẩm sinh hoặc di chứng, chất độc da cam, tai nạn, tạo điều kiện để người khuyết tật được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng.
Trong năm 2024 này, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu 100% người khuyết tật tham gia giao thông, tham gia sử dụng các dịch vụ văn hóa thể thao giải trí tại các cơ sở văn hóa thể thao được miễn giảm giá vé theo quy định. 100% các khu địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện miễn giảm giá vé dịch vụ khi người khuyết tật trực tiếp tham gia sử dụng đảm bảo theo quy định. Tăng dần tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Sáng nay, hơn 100 cua rơ của giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh bước vào chặng đua thứ 11 Trường Tiền Phú Xuân. Thời tiết sáng cuối tuần khá thuận lợi giúp cho các cua rơ tự tin thể hiện hết những kỹ năng của mình tại vòng đua được đánh giá là đẹp nhất giải. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến dự và động viên các tay đua. Giải đua là một hoạt động văn hóa thể thao có ý nghĩa kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Chặng đua thứ 11 Trường Tiền Phú Xuân, lộ trình thi đấu dài 42 km với tổng số 20 vòng, mỗi vòng 2,1 km. Đặc sản của chặng đua này đó là cả khúc cua tay áo với tốc độ cao tại khu vực chân cầu Trường Tiền và Phú Xuân, đòi hỏi các tay đua phải có kỹ năng cao cùng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Với tính chất hấp dẫn như vậy, ngay từ đầu giờ sáng, khá nhiều khán giả thành phố Huế cũng như các vận động viên xe đạp không chuyên đã tụ tập từ khá sớm để hưởng và cổ vũ cho các đội đua. Thưa quý vị, với sự mình kết nối non sông liền một dải cũng như lan tỏa tinh thần yêu thể thao nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng, thì điểm nhấn của chặng đua Trường Tiền Phú Xuân hôm nay đó là ban tổ chức đã bố trí một vòng đua trải nghiệm dành cho các vận động viên bản chuyên của khu vực Bình Địa Thiên. Và ngay sau lưng tôi đây là các vận động viên đang rất háo hức để chuẩn bị bước vào một chặng đua được đánh giá là đẹp nhất tại giải đua hôm nay. Và bên cạnh tôi đây là một vận động viên theo tôi thấy đến từ Lão Bảo. Thì theo anh có thể cho biết là cái cảm xúc trước khi mà bước vào cái vòng đua của Trường Tiền Phú Xuân hôm nay như thế nào không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Là thời tiết của Huế thì sáng sớm thì cũng rất là mát mẻ, là ủng hộ cho tất cả các cua rơ để có cái thành tích tốt nhất. Và cảm xúc với cái cảm giác của chúng tôi hôm nay về tham dự cái vòng là dẫn đường để là khởi đầu cho cái vòng đua Sky tại cầu Trường Tiền Huế cũng rất là hứng khởi. Chúng tôi chúc cho tất cả các vận động viên với cái tinh thần trạng thái tâm lý tốt nhất để có cái tốc độ về đích an toàn và chiến thắng. Bản thân mình là đã dậy từ rất sớm và mình đạp ra đón đoàn vào. Rồi mình thấy ở đây cùng rất là nhiều đoàn anh em tỉnh bạn cùng về để mà hân hoan hòa cùng về không khí cái ngày hội này, thật sự rất là vui. Và bản thân là một người gọi là trên cái đất sân nhà đi, thì là mình thấy rằng là Huế mình đang cần kề với những cái gọi là sắp tới là tiếp cận với là trực thuộc trung ương, thì mình mong muốn rằng là có rất là nhiều cái phong trào này, thể dục thể thao về Huế hơn nữa. Sau khi lãnh đạo tỉnh cùng ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích tốt nhất ở chặng 10 Quảng Bình, thành phố Huế, đến 8:30 chặng 11 Trường Tiền Phú Xuân bao gồm 20 vòng đua với lộ trình 42 km chính thức khởi tranh. Thời tiết thuận lợi trong điều kiện có nắng nhưng không gắt với gió nhẹ giúp cho các cua rơ luôn duy trì ở tốc độ trung bình trên 45 km một giờ và so kè với nhau từng chục một. Ngoài sự hưởng của các cổ động viên, công tác phối hợp tổ chức của tỉnh Thừa Thiên Huế tại giải lần này khá quy mô, bài bản, được ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao. Cảm thấy rất là hứng thú, rất là vui. Rất là mình là cổ động viên nhiệt tình cho các vận động viên và mình cũng cổ vũ hết sức để cho họ đoạt thành tích của mình. Năm nào cũng vậy, cuộc đua xe đạp và tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh khi mà về đến Huế thì luôn luôn nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của lãnh đạo địa phương cũng như là sự đón chào của bà con và người dân Huế, và điều đó làm cho ban tổ chức, ban điều hành cũng như là các cái vận động viên của các cái câu lạc bộ mà tham gia cái cuộc đua khi mà về đến Huế thì luôn luôn cảm giác như là được đón nhận một cái tình cảm rất là nồng hậu của chính quyền và đồng bào Huế. Sau 20 vòng tranh tài quyết liệt, kết quả chân nước rút đẳng cấp thế giới người Estonia Martin Lat của đội 260 Châu Thới Vĩnh Long đã cản mức đầu tiên, giành chiến thắng chặng 11 vòng quanh thành phố Huế. Xếp sau anh là Petrikunov, tập đoàn Lộc Trời An Giang, và Timofey Ivanov, thành phố Hồ Chí Minh, Vinama.
Đây là lần thứ tư Martin Last thắng chặng tại cuộc đua năm nay. Kết thúc chặng thứ 11, sáng ngày 15 tháng 4, các quân rơ sẽ tiếp tục bước vào chặng đua thứ 12 dài 113 km từ Huế đi Đà Nẵng. Đây là chặng đua được đánh giá là khó khăn nhất khi đoàn đua phải liên tiếp chinh phục ba ngọn đèo Phước Tường, Phù Gia và Hải Vân. Trong khuôn khổ giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên nhận học bổng toàn khóa. 190 triệu đồng là tổng số tiền cấp học bổng toàn khóa học kỳ 2 năm học 2023-2024 trong dịp này cho 38 sinh viên là con em Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập tại địa phương, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 18 Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học tiến hành hoạt động thiện nguyện này. Vững vàng và không ngừng lớn mạnh qua từng năm nhờ sự chung tay đóng góp của những người Huế xa quê hương cùng chính những người dân doanh nghiệp tại địa phương, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học đã góp phần thắp sáng ước mơ cho những tấm gương hiếu học vượt khó. Chúng tôi luôn luôn là phát huy cái tinh thần hiếu học của học sinh Huế. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi sẽ tập trung và trao học bổng cho chủ yếu là sinh viên Thừa Thiên Huế. Đồng thời, chúng tôi cũng có đề cập đến một vài công tác thiện nguyện xã hội trong tương lai. Mong rằng sau này các em sinh viên ra trường tiếp nối cái quỹ mang tên giáo dục Huế học và để trở thành một trong những cái quỹ mà phát triển lâu dài. Đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện của Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học trong khuôn khổ của giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024, Tôn Đông Á cũng đã dành hơn 1 tỷ đồng trao tặng các địa phương. Sự chung tay góp sức của các tổ chức doanh nghiệp không chỉ nâng tầm ý nghĩa của giải đua mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện. Tỉnh tiếp tục quan tâm để tạo điều kiện cho Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học với cái vai trò của mình tiếp tục phát huy cái ý nghĩa là một cái kênh để bà con người Huế, những người yếu Huế và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để kết nối để hỗ trợ trực tiếp cho cái ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho sự phát triển trong cái thời gian tới. Những vòng xe sẽ lại tiếp tục lăn bánh để chinh phục cả hành trình cam go nơi đoàn đua đi qua. Nhưng những giá trị nhân văn đồng hành của giải đua truyền thống này sẽ còn mãi để thắp sáng những ước mơ vượt khó học giỏi cho các em học sinh, sinh viên trên mọi miền đất nước. Chuyển sang những tin tức khác. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau 5 năm thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, năm 2022, hơn 550 dự án nước ngoài ở khu kinh tế ven biển được phê duyệt. Theo đó, GDP của 28 tỉnh thành ven biển theo giá hiện hành đạt mức 4.786 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,8% GDP cả nước. GDP bình quân đầu người của các tỉnh ven biển năm 2022 đạt 97,2 triệu đồng, cao hơn bình quân cả nước 96,6 triệu đồng. Hiện cả nước có 19 khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch được phê duyệt, 18 khu đã được thành lập, thu hút 553 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 54 tỷ đô la Mỹ. 1.604 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 1,37 triệu tỷ đồng. Thừa Thiên Huế là địa phương có nhiều dự án lớn được đầu tư ở khu kinh tế ven biển. Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tính từ năm 2000 đến năm 2023, hơn 1,7 triệu căn nhà đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo rà soát, hiện nay cả nước vẫn còn trên 315.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào thi đua, cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu là vận động xây dựng sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả cấp ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế đang được tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng môi trường và các hạng mục khác bằng nguồn vốn kể dư khoảng 1.200 tỷ đồng. Hiện nay, các hạng mục của dự án này đã và đang được triển khai để hoàn thành đúng kế hoạch, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gói thầu số 41 dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế gồm các hạng mục thu nước thải khu đô thị An Vân Dương với tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 7 năm 2023. Đến nay, khối lượng tiến độ đạt hơn 47%. Với mốc tiến độ phải hoàn thành và bàn giao dự án trước ngày 30 tháng 6, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhưng ngày nay, nhà thầu đã triển khai 14 mũi thi công, tăng cường thêm 4 mũi khoan định hướng, tổ chức thi công 3 ca một ngày để đẩy nhanh tiến độ. Để đảm bảo được cái tiến độ thì nhà thầu cũng đã triển khai 21 mũi thi công, tăng ca 3 ca 4 kíp để thực hiện, để cố gắng đưa cho cái dự án này nó đưa vào sử dụng để tạo một môi trường cảnh quan cũng như là môi trường cho thành phố Huế. Hạng mục cải tạo nâng cấp đường Phạm Văn Đồng, dự án cải thiện môi trường nước, triển khai chậm 2 tháng do vướng thủ tục cấp phép thi công. Đến nay, khối lượng chỉ đạt 18% giá trị hợp đồng, chậm hơn so với cam kết. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã được giải quyết dứt điểm. Liên danh hai nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực để nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng với mốc tiến độ đã cam kết. Nhà thầu cũng đồng loạt là khi mà được nhận bàn giao mặt bằng thì nhà thầu sẽ lập tức là tiến hành là coi như là tháo dỡ để mà lấy cái phạm vi thi công. Và kết hợp với đó là nhà thầu tăng các cái mũi thi công lên và tranh thủ cái thời tiết thuận lợi để mà tăng ca, tăng giờ máy làm. Theo Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước, các hạng mục phân vốn dư được thực hiện thông qua 7 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu mua sắm hàng hóa với tổng trị giá gần 1.200 tỷ đồng. Công tác lựa chọn nhà thầu hoàn thành từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các gói thầu xây lắp bắt đầu được triển khai thi công đồng loạt. Theo kế hoạch, dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, 5 gói thầu có khả năng hoàn thành đúng hạn, 1 gói thầu còn lại thi công chậm so với hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đến nay là cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy đây nó đã có những cái tác động ảnh hưởng đến cái quá trình thực hiện và triển khai dự án trong thời gian qua. Đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng thì cơ bản hoàn thành. Và từ nay trở đi, chúng tôi sẽ lấy cái lợi thế này và đề nghị nhà thầu tăng tốc hơn nữa để cố gắng đảm bảo được cái mốc giải ngân 30 tháng 6. Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế nhằm mục tiêu xử lý khoảng 70% lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thị phía Nam thành phố Huế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải không được kiểm soát, không được xử lý và chống ngập úng cho thành phố. Theo đại diện chủ đầu tư, để hoàn thành dự án, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đang đề xuất JICA cho điều chỉnh theo hướng gia hạn hiệp định vay. Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan ra soát, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ thi công và hoàn tất công tác ra soát các gói thầu trước ngày 30 tháng 5 năm 2024. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức họp giao ban hàng tuần để đôn đốc tiến độ, giám sát đặc biệt đối với các gói thầu đang có tiến độ chậm trễ sâu so với thời hạn hợp đồng, xử lý nghiêm các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết về tiến độ. Nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, tuyên truyền và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường, sáng nay, dự án Huế đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam với sự tài trợ của WWF Na Uy thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam và được tiếp nhận bởi Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế và Hội Sinh viên Đại học Huế tổ chức sự kiện Radio Platinum Day, Ngày hội giảm nhựa 2024. Ngày hội giảm nhựa với sự tham gia của 140 người, bao gồm sinh viên tại các trường đại học của Đại học Huế, cán bộ công nhân viên chức và người dân của hai phường Vĩnh Ninh và Phước Vĩnh. Người chơi chia thành các đội chơi tham gia hoạt động đi bộ nhặt rác dọc hai tuyến đường Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng từ cầu Kho Rèn đến cầu Bến Ngự. Ngoài ra, người chơi còn trải nghiệm các hoạt động đa dạng như tham gia các trò chơi với chủ đề phân loại rác tại nguồn và giảm nhựa, biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề môi trường, tham quan trung tâm thông tin môi trường, tái chế rác nhựa dùng một lần thành các sản phẩm có sử dụng được và tham gia hoạt động đổi rác lấy quà. Thông qua ngày hội giảm nhựa nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thay đổi hành vi của người dân Huế, mà tiêu biểu là cả bạn trẻ về việc giảm sử dụng nhựa, bỏ rác đúng nơi quy định và tích cực thực hiện phân loại rác tại nguồn.
Với sự chung tay của cả cộng đồng có thể tạo nên sự thay đổi to lớn, giúp xây dựng thành phố Huế trở thành một đô thị sáng, xanh, sạch và không rác thải. Thưa quý vị và các bạn, phong trào Ngày Chủ nhật xanh đã và đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà với sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành địa phương và người dân. Để phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự đi vào đời sống cộng đồng người dân, cùng với việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua, thị xã Hương Trà đã xây dựng thành công nhiều mô hình điểm sáng trong phong trào. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã thành thông lệ, cứ vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, các địa phương và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà lại tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Phong trào này không chỉ thu hút sự tham gia của cán bộ đảng viên mà còn nhận được sự hưởng tích cực của đông đảo cộng đồng người dân, nhất là giúp cho các em học sinh ở các xã vùng núi trên địa bàn thay đổi nhiều về hành vi và nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường. Thương vào những ngày chủ nhật xanh, xóm con và các bạn nhỏ thường đi nhặt rác xung quanh và gom chai nhựa bỏ vào ngôi nhà xanh. Tụi con có một mong muốn là làm cho môi trường của mình sạch sẽ và tươi đẹp hơn. Mặt trận và các đoàn thể là tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân qua nhiều kênh như hội họp, rồi là trên các trang thông tin điện tử của xã, rồi trang mạng Facebook, Zalo. Thì từ đó thì người dân cũng có nhận thức là về việc tham gia phong trào chủ nhật xanh. Phong trào không chỉ phát huy tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương cả cấp mà còn nâng cao ý thức của cộng đồng người dân và vai trò chủ thể tự quản của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn. Điều này cho thấy phong trào này không còn mang tính hình thức mà ngày càng lan tỏa sâu rộng và thực sự đã đi vào đời sống của cán bộ và cộng đồng người dân. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường hàng tháng đã chọn và đăng ký một địa điểm để tổ chức ra quân đồng loạt triển khai thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn. Qua một thời gian triển khai thực hiện thì với sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ý thức của người dân từng bước được nâng lên. Thì vì vậy là cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn của phường là có sự thay đổi rất là lớn. Từ chỗ đó là cũng đã góp phần để Ủy ban nhân dân thị xã công nhận phường Hương Xuân đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Đến nay, thị xã Hương Trà đã triển khai gần 5.000 đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh với khối lượng rác được thu gom và xử lý hàng trăm tấn rác thải các loại. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điểm sáng và mô hình hay như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, khu dân cư thân thiện môi trường, phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, chương trình sáng chủ nhật 60 phút sạch nhà đẹp ngõ, vân vân. Nhờ vậy, nhiều vấn đề về môi trường tại các địa phương phần nào đã được giải quyết, nâng tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt 93%. Trong đó, khu vực đô thị 96%, nông thôn 89%. Ủy ban nhân dân thị xã đã xây dựng chủ đề về hoạt động hưởng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, tập trung đầu tư tăng cường chiếu sáng các công viên, trục đường chính, trồng cây xanh, điểm xanh công cộng, tích cực triển khai công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, bước đầu đạt kết quả nhất định. Diện mạo đô thị thị xã Hương Trà có nhiều thay đổi. Với quyết tâm là phong trào chủ nhật xanh ngày càng thực sự đi vào nền nếp và thay đổi ý thức và hành động của người dân trong công tác giữ gìn bảo vệ vệ sinh môi trường và cảnh quan thị xã. Thì trong thời gian tới thị xã sẽ tiếp tục phát huy những kết quả và đồng thời nâng tầm các cái điểm sáng của phong trào đã đạt được. Thực tế cho thấy phong trào Ngày Chủ nhật xanh ở một số nơi vẫn còn nặng tính hình thức, hành động theo kiểu đối phó. Với quyết tâm để phong trào chủ nhật xanh thực sự ngày càng đi vào nề nếp, nhất là thay đổi tập quán, ý thức và hành động của cộng đồng người dân trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục phát huy kết quả, đồng thời nhân rộng các điểm sáng của phong trào đã đạt được, kêu gọi chính quyền địa phương cả cấp, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học vào cuộc để duy trì tốt và tiếp tục lan tỏa mạnh, sâu rộng phong trào này, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thành công đề án Ngày Chủ nhật xanh. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.